Xin chào tất cả các cô chú anh chị, tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay thì em sẽ cùng với mọi người đi đến một nơi có thể gọi là trời Âu của Mang Thiết nè. Đây là khu Nova. Hôm nay thì em thấy mọi người lên đây rất là đông. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi khám phá xung quanh khu này ha. Hôm nay thì mọi người thấy ô tô ở trên đây rất là nhiều nè. Và những chiếc xe rất là xịn nha. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi qua bên cái chỗ sân khấu. Bên này là sân khấu, còn bên này là bãi biển Bikini Beach. Bây giờ là buổi chiều thì em thấy ở đây có rất nhiều du khách đi ra đây để đi tắm biển nè. Còn có một số cô chú anh chị thì lên sân khấu này coi các ca sĩ đang tập vợt. Em sẽ cùng với tất cả mọi người đi dạo quanh bãi biển xem tình hình du khách ở đây như thế nào nè. Rồi xem những cái công trình sát biển thì sẽ xây dựng những cái nhà hàng hay là những cái quán cà phê như thế nào. Ở chỗ này thì em thấy đang xây một số cái nhà hàng nè. Bên này là dãy cà phê nè. Còn xa xa thì em thấy là nghe nói là ngoài đó sẽ là một cái bến du thuyền. Nên hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi vào bãi biển Bikini Beach này nha. Hôm nay thì biển sóng khá là mạnh. Ở trên này thì có một cái nhà hàng nhưng mà chưa có xây xong. Đây mọi người ra biển chơi cát nè, tắm biển nè. Wow, nước lên nước lên. Ở đây thì có một số anh cứu hộ. Ở trên đây thì có một cái nhà hàng nữa nè. À, một cái lúp. Vô club. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi dọc ở phía biển này. Rồi đi ra ngay cái chỗ nơi mà nghe nói là sẽ làm một cái cảng du thuyền á cho mọi người xem. Xong rồi chút xíu nữa em sẽ cùng với mọi người lên đây. Hôm nay du khách rất là đông ha. Đây có những bạn nhỏ ra đây chơi cát nè. Ở đây thì mọi người thấy là có những anh cứu hộ, hãy mà có ai ra xa thì anh sẽ thông báo và yêu cầu quay vào liền. Em đi lên đây một đoạn thì em thấy có một cái hải cảng seafood nè, ngay bãi biển Bikini Beach. Ở chỗ này có mấy cái bàn gỗ đẹp lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi qua đây trước cho mọi người xem cái đoạn chỗ này. Ở chỗ này thì lúc trước em nghe nói là sẽ làm một cái bến cảng du thuyền. Và em thấy là làm cái cầu ra rồi nè. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi lên đoạn này xem trên đây làm tới đâu rồi nha. Ở chỗ này thì người ta chưa làm xong nên chỗ này còn hơi nhiều rác một tí. Wow, đường rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên em được đi lên trên cái cầu này. Ở đây là một cái đường giống như một cái cầu vậy. Và trên đây rất là rộng và rất là bằng phẳng nha. Ở mọi người lên đây thì mọi người sẽ nhìn được bãi biển Bikini Beach từ xa nè. Wow, chỗ này thì nếu như cô chú anh chị nào mà đam mê câu cá thì em nghĩ là lên đây câu cá sẽ rất là tuyệt vời nha. Ở đây như một cái cầu luôn. Và đi tít tít ra ngoài kia luôn. Quanh đây thì rất là đẹp. Cái điều chiều nay là gió hơi nhiều thôi.
Chỗ này người ta làm cái hàng rào mà người ta không cho đi ra xa hơn nè, vì ở ngoài kia chưa đã làm xong. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người quay lại ha. Em sẽ cùng với mọi người đi ra cái chỗ hải cảng Seafood, xem ở chỗ này có gì nha. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi vào cái hải cảng Seafood. Ở chỗ này thì có một cái view biển rất là đẹp ha. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi vào trong thử xem cái khuôn viên để mọi người ăn hải sản sẽ như thế nào nha. Wow, trên đây làm rất là đẹp, nhìn rất là mộc mạc, nhưng mà có view rất là đẹp nha. Ở đây nếu như mà cái cảng chỗ này xây xong thì mọi người sẽ có một cái view ăn hải sản ngay cái bến du thuyền rất là đẹp. Đây mọi người nhìn nè, ở chỗ này thì mọi người ăn hải sản vào buổi chiều thì cực kỳ đẹp luôn rồi. View nhìn rất thích luôn nha. Ở đây thì mọi người ăn hải sản rồi ngó ra bãi biển Bikini Beach nè. Rồi bên này thì ngó ra ngay cái bến du thuyền nè. Ở chỗ này có mấy cái loa đang treo ở chỗ này, không biết là về có bị dính về bản quyền hay không. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi dạo chỗ này ha. Ở trên kia thì đã có khách ăn hải sản rồi, nên em sẽ không có quay ở trên đó, tại vì khu người ta riêng tư, người ta đang ăn. Bây giờ em cùng mọi người đi dạo quanh quanh đây ha. Ở đây có mấy cái hồ hải sản nè. Chỗ này có cá tầm. Cá tầm rất là to ha. Em sẽ cùng mọi người đi quanh quanh xem có cá gì nữa không. Cá trình suối. Đây là ghẹ nè. Tôm sống nè. Đây là cua nè. Nghêu nè. Ốc hương nè. Ồ, nhà hàng rất là đẹp nha. Mọi người có thể chọn cái khuôn viên ở trong đây để ăn nè, hoặc là mọi người có thể chọn khuôn viên ngoài đây. Nhưng mà em thấy khuôn viên ngoài đây rất là đẹp luôn. Ở trong kia có mấy con cá mú to nữa. Nhưng mà có khách đang lựa chọn rồi. Thôi em đi ra ngoài. Đi ra ngoài cùng với mọi người, đi ra ngoài bãi biển Bikini Beach. Khi mọi người đi ra ngoài thì mọi người sẽ có một cái view biển rất là đẹp ở sau lưng cái hải cảng Seafood. Ở chỗ này thì người ta chưa làm xong nên rác chỗ này người ta chưa có dọn hết. Hy vọng là trong khoảng 1-2 tháng tới thì chỗ này sẽ cực kỳ đẹp. Đặc biệt là ngay chỗ cái bãi biển này nè, ngay cái bến này nè. Chỗ này mà làm cái bến du thuyền xong thì chỗ này sóng sẽ cực kỳ êm luôn. Và mọi người ra đây tắm biển thì còn đẹp hơn nữa. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi lên trên chỗ cái khu trên đây nha. Trước mặt cô chú anh chị đây là bãi biển Bikini Beach của Nova World Phan Thiết. Ở chỗ này có một cái cổng để cô chú anh chị có thể chụp hình check in nè. Hôm nay thì du khách lên bãi biển này rất là nhiều ha. Rồi em sẽ cùng với mọi người đi qua bên cái Aloha Beach Club này để cho mọi người xem cái không gian ở bên trong. Nếu như cô chú anh chị có dịp ghé Phan Thiết, cô chú anh chị có thể tham khảo ha. Ở phía trước thì sẽ có những cái bộ bàn ghế, có những cái dù để cô chú anh chị có thể ngồi đây uống nước nè. Rồi đây là khuôn viên bên trong. Khuôn viên bên trong thì cái chỗ nào có nhạc thì em sẽ tắt ha, để cho cô chú anh chị tham quan không gian trước đã nha. Ở đây thì em thấy là sàn thì được làm bằng sàn gỗ, có nhiều bộ bàn ghế nè. Ở trên đây thì có nhiều cái khu làm những cái nhà vòm rất là đẹp. Bên này có một cái quầy bar. Còn đây là khuôn viên bên trong nè. Bên trong thì em thấy là không gian cũng khá là rộng rãi và thoáng mát ha. Bên ngoài đây thì có những cái vòi để mọi người có thể xả lại với lại nước ngọt nè. Mọi người rửa lại nước ngọt trước khi mọi người đi lên trên bờ. Còn bên này thì có một cái lớp nữa đang chuẩn bị hoàn thiện. Áo đâu cần để áo, mặc áo luôn.
Đây là không gian ở bên trong nè. Ở đây bàn ghế được làm bằng gỗ thông hết luôn. Đây là cái đường để mọi người có thể lên cây lúp này. Cho mọi người coi trong xíu ha. Rất là rộng luôn. Chỗ này là Yoyo Bike Club. Wow, rất là rộng. Chỗ này thì Yoyo Bike Club có một cái quầy bar chỗ này. Rồi bên này có hai cái cối xay gió làm bằng gỗ thông. Đây, Yoyo Bike Club. Còn cái chỗ này là cái trạm cứu hộ. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người tiếp tục đi dọc dọc ở bãi biển này ha. Đây là đường mọi người có thể đi lên trên nè. Em sẽ cùng mọi người đi quanh quanh đây ra xong rồi đi lên ha. Ở đây là một cái trạm cứu hộ nữa. Ở đây thì các chú cứu hộ sẽ để những cái giỏ để cho sơ cứu mọi người ở đây nè. Có những cái phao nè. Còn đây là không khí khi mọi người đi ra biển tắm vào buổi chiều. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi lên ha. Đi lên xem trên sân khấu có gì hấp dẫn không nha. Ở trên đó thì cực kỳ sôi động luôn. Ở đây thì khách du lịch đang chụp hình với những cái mô hình ở trên bãi cát nè. Còn đây là không khí ở trên cái sân khấu. Ở đây thì em thấy là trên đây là các anh các chị đang tập vợt cho chương trình tối nay. Lúc nãy thì em có nhìn thấy Đức Phúc nữa. Đức Phúc đang tập vợt để trình diễn cho buổi tối hôm nay. Giờ em sẽ cùng mọi người đi dạo quanh đây nha. Rồi bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi dạo quanh khu Nova này ha. Ở đây thì mọi người thấy là cái Yoyo Bike Club nè. Ở đây thì mọi người thấy là không những là không cảnh nó giống trời Âu mà ô tô cực nhiều luôn. Mọi người lên đây thì mọi người không có thấy cái xe máy nhiều á. Thôi mọi người nhìn nó sẽ giống châu Âu hơn tí nữa ha. Ở bên này là Aloha Bike Club. Buổi tối thì ở đây cực kỳ đẹp. Buổi chiều thì mọi người chỉ có lên đây tắm biển là chính thôi. Hoặc là ngồi uống cà phê ở phía trước những cái quán dọc dọc bờ biển. Còn buổi tối thì ở đây thì lung linh ánh đèn luôn. Chiều chiều thì mọi người nếu mà ở gần đây thì có thể lên đây hóng gió vào buổi chiều nè. Trên đây cực kỳ mát mẻ luôn. Em sẽ cùng mọi người đi dạo một vòng ha. Càng về chiều thì em thấy là ô tô đổ lên Nova này sẽ nhiều hơn. Trong đây là cái khu ẩm thực nè. Hôm trước em có đi với mọi người vào đây rồi. Thì trong đây là khu Miami Night Market.
Rồi, em sẽ cùng mọi người đi dạo vòng quanh cái khu shop house nha. Rất là nhiều ô tô ha. Đây là cái cửa hàng cũng đang bắt đầu mở cửa rồi nè. Trên đây thì cực kỳ rộng rãi và thoáng mát luôn. Rồi mọi người sẽ quay trở lại với sân khấu Vinfest. Bên này sẽ là khu công viên. Hôm trước thì có bắn pháo bông ngay chỗ khúc công viên này nè. Ở Phan Thiết thì cũng nhờ có Nova mà Phan Thiết mới lại sôi nổi như là những cái tháng hè. Rồi ca sĩ diễn viên về rất là nhiều. Rồi kích cầu du lịch. Đây là công viên Secret Land. Bên này là công viên nước. Còn cái công viên khủng long thì nằm ở múc ở sau cái đồi bên kia kìa. Hôm sau thì em sẽ cùng mọi người đi lên công viên khủng long ha. Hôm nay cùng mọi người đi dạo quanh bãi biển, rồi cho mọi người xem không khí của Nova vào cái ngày mùng 5 Tết như thế nào ha. Ở đây thì mọi người sẽ đậu ô tô ở ngoài và đi vào trong cái công viên. Hôm nay thì em đã cùng với tất cả các cô chú anh chị đi một vòng quanh Nova World, đi ra bãi biển Bikini Beach, đi xem không khí ở trên Nova vào cái ngày mùng 5 Tết như thế nào. Thì hôm nay mọi người thấy là cái khu được gọi là trời Âu của Phan Thiết như thế nào. Rất là đẹp đúng không? Bây giờ thì em xin dừng clip này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.